Hỏi nhanh đáp gọn cùng Mega Gai Nam. Mũi chị đang thấp, cắn mũi to, có cách nào cải thiện chứ mũi này phá phong thủy mặt chị quá. Dạ em Hiếu xin được giải đáp câu hỏi của chị. Đúng là dáng mũi thấp và những vấn đề chị chia sẻ thì ảnh hưởng rất là nhiều đến việc thẩm mỹ cũng như là phong thủy của mình đó ạ. Theo nhân tướng học thì hình dáng chiếc mũi ít nhiều phản ánh số mệnh tương lai của một con người. Người có sống mũi thẳng thường sẽ gặp được những chuyện may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống cũng như công việc. Đặc biệt đầu mũi còn có tên gọi khác, theo nhân tướng học là chuẩn đầu, là nơi chỉ tiền tài, danh vọng của một cá nhân. Một chóp mũi tròn trịa, đầy đặn và hài hòa chứng tỏ bạn sở hữu sự nghiệp đỉnh cao. Nhưng để tìm cho mình một dáng mũi phù hợp thì không phải là dễ dàng. Tại Mega Nam thì với công nghệ mô phỏng AI, đây là công nghệ mô phỏng đến từ Hàn Quốc, có thể mô phỏng chính xác đến 90% kết quả trong tương lai. Khi bác sĩ thực hiện sẽ thiết kế một dáng mũi chuẩn cho tất cả quý khách hàng, chuẩn phong thủy cũng như là chuẩn thẩm mỹ. Các chị em cũng đừng quên, trong tháng 7 này Mega Nam tài trợ chi phí làm đẹp lên đến 30%, tặng combo kiến tạo gương mặt phong thủy đổi vật trị giá là 27 triệu đồng, tặng sữa rửa mặt MG by MOI từ Mega Nam. Các chị em hãy để lại thông tin để được các chuyên gia tư vấn hàng đầu từ Gangnam hỗ trợ tư vấn nhé. Tháng 7 này, Mega Gangnam giúp chị em thăng hạng nhan sắc, cho đường tài vận thêm hanh thông với những ưu đãi làm đẹp cực hấp dẫn. Ưu đãi giảm 30% khi đăng ký tất cả dịch vụ. Tặng combo kiến tạo gương mặt phong thủy đổi vận trị giá 27 triệu đồng. Tặng sữa rửa mặt trẻ hóa da MG by MOI trị giá 1 triệu 390.000 đồng. Để lại thông tin trên fanpage hoặc gọi tới hotline 093 227 8888 để được tư vấn.